Dạ em chào anh. Anh chào Dạ anh đợi em xíu để em chỉnh cái camera với nha. À anh ơi, bữa nay á, tí nữa mà mình out ra rồi rồi có gì em gửi cho anh link Google Meet anh vào giùm em nha anh. Tại vì bữa nay á, ok. Zoom á, nó đem nó update lên, nó bắt á là phải sau 10 phút nữa mình mới mới tạo được cuộc họp mới á anh, nên có gì dạ bữa nay em nha, nó mới update đâu chiều nay á. Okay. Ok. Dạ, rồi anh đợi em xíu. Để em share bài với anh. Qua tuần anh có ngày nào anh rảnh để học bù học buổi hôm trước không anh ơi? Chắc có, nhưng mà để xong thứ hai thử, để xong thứ hai anh coi cái lên xin là Dạ, sẽ báo lại dạ với rồi. Trang. Dạ, ok anh ạ. À. Cái bài về nhà của anh đó em chưa có xem qua được nữa. Có gì để em xem rồi rồi em gửi feedback lại cho anh ha. Dạ. Bây giờ mình tiếp tục bài bài hôm nay của mình nha anh. Rồi. Dạ. This is our lesson for today. The next part. I share with you the screen. Can you see the screen I share with you? Yeah, I can. Okay. If this one. Last time we learned about the question with this one. Okay. How about this sentence? Do you repair this sentence? Do you repair in your homework, is there this question? Okay, can you tell me about this again? Yes. What is the most important thing your parents taught you? Strictness Strictness. and prudence Yes. are the important things I will learn from my parents. Okay. And how about, do you want to say more about that? Anything else? I see it in your answer, in your homework, and you sent to me. Can you tell me more about that? Can you hear me? Yes. Okay. Can you share with me more? My parents are living in my hometown, and they are over 70 years old. Your hometown is in Bình Định. Yes. Yes. It's quite far from, how far is it from Ho Chi Minh to your hometown? About 700 kilometers. It's about 700 kilometers. Okay. And how often do you go back to your hometown? I usually go to my hometown for 5 times a year.
4 or 5 times per year. Okay. Thank you. Thank you for your sharing. And how about your parents? How about your fitness and dance? Can you tell me more about that? When I a child, Yes. my parents often What do you want to say? You can tell in Vietnamese. I will help you. thường thì là bố mẹ hay yêu cầu là phải nghĩa là một cái việc gì đó làm thì phải làm cho hoàn thành, chứ không được bỏ giữa chừng, cái kiểu vậy. Your parents taught, my parents, you can say like this. My parents taught me this way. My parents taught me. If you want, if I, I do something. yes, if I do something, We finish. yes, you need to finish it, okay? Even what happens, I need to finish it even. What happens? Okay. That's all. That's all about what you learn from your parents. Anything else? And how about you say it about the prudent? Can you tell me more about that? Nói cái đó là sự khôn ngoan hả anh hay là sao ạ? Cẩn thận á, là cái Cẩn đó thận là hoặc là anh về sự cẩn thận, nếu mà cẩn thận true prudent là cái cẩn trọng á, à, nên cẩn hiểu theo cái trọng nghĩa là cẩn trọng. sự cẩn trọng. Đợi em xíu em xem. Sự cẩn trọng có cái từ gì em? Carefulness. Yes, this word is okay. And can you tell me more about this? When we you work something, you need to When they do yes. something, they You need to think carefully before you do that. Is it right? This mean prudence. Anh có nghe em nói liền không? Không biết là hay là nó có bị trễ không vậy anh?
mà nó hơi bị chậm chờ, à dạ nó hơi để em bị tắt cái hình sao nó nó bị hơi nó bị giật giật. khổ. Dạ chắc mạng nhà em bữa nay nó bị gì á, có hôm bữa trước mà em hẹn anh học đó, em đang dạy lớp gì lớp trước anh á, xong đó là giữa chừng nó đem nó tắt luôn. Nó Nó bị rớt nó bị mạng ngắt luôn. quá. Dạ anh đợi em xíu nè, anh xem thử nó ổn hơn không, anh thấy ổn hơn không anh? Đã Đó nhưng một mà bây giờ em xíu lại nghe vậy, hay là để mình chuyển qua thử, để em gửi cho anh cái link Google Meet thử anh nhé. rồi rồi. Dạ.